Hello, xin chào cả nhà. Và hôm nay thì ông Tuấn tiếp tục lên sở hữu trại trâu đỉnh Trần Đức Quảng. Thì qua những video trại trâu vừa qua thì kênh của ông Tuấn 65 đăng lên thì những cảnh trại trâu YouTube bây giờ xóa không cho lên, cho nên thông cảm cho ông Tuấn. Và ông Tuấn xin chào cả nhà. Và cũng như thường kỳ thì hôm nay ông Tuấn lên buổi chiều. Đấy, lúc này là 4 giờ rưỡi đấy. Đấy, ông Tuấn bắt công việc. Đấy, thì vừa thời gian vừa qua ông Tuấn đi du lịch. Đấy, Phú Quốc về. Thì hôm nay lên quay mấy ông trâu cho cả nhà. Mày đang 103 phải không? Đang 103 phải không? Cho ăn xong chưa? Cho ăn xong chưa? À xong rồi, à thôi về thôi. À mày đẹp trai coi chụp kiểu coi. Rồi. Ghê nha. Có quay không? Rồi. Ok. Ok tụi mẹ nha. Ok mẹ rồi. Ok. Tí chú đóng cổng lên cho nha. Dạ. Ừ, rồi. Còn con kia con quái đấy. Dạ. Con kia con quái. Con đó con quái cháu biết con là ai không? Ở trong hai luôn. Ờ rồi ok. Đây quý vị. Thì đây tôi. Đấy. Đấy hôm nay là chiều rất mát mẻ nha. Đấy. Buổi chiều rất mát mẻ. Thì review một ông trâu này 03 của ông Úc vừa rồi đánh vào trận thứ 7. Đấy nhưng bị thua. Đấy và hôm nay đưa vào trong này. Đấy. Đưa vào trong cái sới thì cái sới chọi vẫn đang nguyên si. Những kỷ niệm của chúng ta. Đấy. Mình cũng không thích mình cũng chỉ quay ở phía ngoài này tí để cho cả nhà thôi, chứ vô trong thì nhiều khi chủ không cho quay, cho nên là phải thông cảm. Đấy. Chủ không cho quay thì mình quay, chủ không cho quay thì mình cũng nên vào, đôi khi cũng người ta không thích. Đấy. Cũng không phải là chuyện dễ để quay, quay trôi chọi của người ta thì rất khó. Đấy. Thì tô 03 này thì mình đã quay nhiều cho cả nhà chúng ta xem rồi. Đấy. Vừa rồi đánh vào 07 gặp trâu của gặp trâu non ông Ngô. Đấy, gặp trâu non ông Ngô và trâu non ông Ngô đã hạ gục. Đấy, trâu Ngúc. Đấy. Trận đầu tiên thì Lào Cai. Đấy. Trận thứ hai thì miền Tây đánh với Paven, tức là 30. Đấy, trận thứ ba thì bắt đầu tiếp tục trâu của ông Pháo, Trần Hiệp, Đồng Nơ đánh với Trần Thành, đánh với Đắk Nông. Đấy, rất nhiều nhưng mà mình không nhớ cho nên là mong cả nhà thông cảm. Đấy. Đấy. Đấy 03. Này béo mập luôn. Năm nay cỏ già cũng nhiều cho nên là béo mập hết. Tất cả mày cả trâu đều được. Đấy, nơi đây thì cũng đã diễn ra rất nhiều trận đấu kinh khủng, kinh điển. Đấy, nhưng lễ hội vừa rồi thì để đúc kết lại thì đánh nhiều cặp đánh rất hay. Hay hơn trâu của Đồ Sơn. Đấy là những người ta xem trên kênh của ông Tuấn 65 và người ta đã coi như là comment. Thì người ta nói thì trâu Hướng Quản đánh vẫn ác. Đấy, hơn lễ hội trại trâu năm vừa rồi.
Rồi, và ông Tuấn 65 xin dừng tại đây, xin chúc cả nhà an tâm một chút sức khỏe. Một lời chào tràn đầy chúc và tiếp tục theo dõi kênh của ông Tuấn 65. Ông Tuấn 65 xin cảm ơn rất nhiều.